kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Công nghiệp Hoa hậu, sản xuất đại trà, hoa hậu như rươi, chất lượng báo động. Theo thống kê vào năm 2022, có đến 22 cuộc thi hoa hậu khắp nơi tại Việt Nam. Đây là hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý. Mỗi năm có quá nhiều cuộc thi hoa hậu được công bố, khiến không ít người than phiền. Họ không nhớ nổi tên của các cuộc thi hoa hậu, thậm chí là tên của những người đẹp đã từng đăng quang. Thi hoa hậu là nhu cầu của nhiều người. Đầu tiên là của người đẹp muốn mình có danh hiệu. Tuy nhiên, khi người đẹp giành được danh hiệu thì không phải ai cũng xứng đáng với danh hiệu ấy. Có người thì nhờ danh hiệu này để nhảy vào ngành công nghiệp giải trí. Có người nhờ danh hiệu này để lấy đại gia. Cũng có người nhờ danh hiệu này để mà bán cái ngàn vàng với giá rất cao. Trong đó cũng có những nàng hoa hậu sau khi lấy danh hiệu thì vẫn sống cuộc đời bình thường như trước khi đoạt giải. Những người như thế rất ít, họ không sống bám vào danh hiệu có được. Loạn thì hoa hậu và sự biến tướng. Trong xã hội Việt Nam không có gì là không thể mua bán. Những gì không thể mua bán được bằng tiền thì có thể mua bán được bằng rất nhiều tiền. Từ ngành công an cho đến ngành tòa án, từ quân đội cho đến công an, từ y tế cho tới giáo dục. Nơi đầu cũng có những cuộc ngã giá để bóp méo sự trung thực. Và tất nhiên trong các cuộc thi sắc đẹp cũng tương tự như thế, đồng tiền cũng điều khiển nơi đây. Việc một người phụ nữ đạt danh hiệu hoa hậu sẽ cho họ cơ hội đổi đời. Vì vậy không ít cuộc thi hoa hậu, ban tổ chức làm tiền với thí sinh, nghĩa là họ mua bán danh hiệu. Cũng vì mua bán danh hiệu dễ dàng mà những cuộc thi hoa hậu nở rộ khắp nơi. Người ta tổ chức ra các cuộc thi với mục đích là kiếm tiền từ những cuộc ngã giá phía sau hậu trường. Tháng 6 năm 2022, một á hậu cuộc thi hoa hậu quý bà Việt Nam toàn cầu năm 2022 tố cáo ban tổ chức cuộc thi này mua bán giải. Vào năm 2020, có hoa hậu tố ban tổ chức giải hoa hậu doanh nhân xuất sắc đẹp Việt Nam 2020 mua bán giải. Hoa hậu này nói riêng cá nhân bà tốn đến 800 triệu đồng cho ngôi vị hoa hậu. Đấy là những cuộc thi sắc đẹp của các quý bà là doanh nhân. Những người này không thiếu tiền, họ chỉ thiếu một danh hiệu để khẳng định bản thân. Vì vậy họ đã bỏ tiền ra để mua. Tuy nhiên, trong quá trình mua bán danh hiệu sau cánh gà thì ban tổ chức lại dở trò, hoặc là vòi thêm tiền của người mua, hoặc lấy tiền mà bán danh hiệu không như thỏa thuận. Chỉ khi hai bên bất đồng chuyện mua bán thì câu chuyện đấy mới đổ vỡ ra cho công chúng cùng biết. Một nàng tân hoa hậu thiếu nét đẹp tâm hồn. Mục đích của quốc ban tổ chức cuộc thi hoa hậu thì chẳng khác gì nhau là mấy. Với những thí sinh có tiền thì ban tổ chức bán giải bằng tiền. Với thí sinh không có tiền thì họ cũng có những cách mua bán giải khác, nhưng là đó là chuyện ai cũng muốn giấu, không muốn nói ra. Vì sản phẩm này dễ mua nên chất lượng của các nàng hoa hậu thì ôi thôi, làm cho xã hội thất vọng. Có nhiều cô chỉ đặt tiêu chuẩn về sắc đẹp hình thể, còn phần trí tuệ và phần nhân cách lại không đẹp. Được giải không thông qua cạnh tranh công bằng thì khó mà có được chất lượng tốt cho được. Có danh hiệu thì giá bán cũng cao ngất. Mới đây, cộng đồng mạng đã xôn xao về một cô hoa hậu trẻ, chỉ mới 21 tuổi, ngay sau khi đoạt được danh hiệu, đã vội vàng có phát biểu dìm hàng các bạn trẻ cùng trang lứa. Về ngoại hình thì cô ta đẹp thật, nhưng về tâm hồn thì rõ ràng là không đẹp. Thời loạn hoa hậu thì chất lượng hoa hậu cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu là bạn trẻ có nhan sắc và tự tin và năng lực thì không cần phải bấu víu vào danh hiệu này. Đã là đẹp cả nhan sắc lẫn tâm hồn thì trước sau gì cũng được xã hội thừa nhận. Cũng có hoa hậu đoạt danh hiệu xong thì vẫn sống bình dị như khi chưa thi. Những nàng hoa hậu này quả là đáng trân trọng. Tuy nhiên con số này luôn ít hơn số hoa hậu nhờ danh hiệu để bán dâm ngàn đô để tìm chồng đại gia. Những nàng hoa hậu này làm sao có được nét đẹp tâm hồn xứng với danh hiệu cho được. Lĩnh vực văn hóa dưới bàn tay cai trị của Đảng Cộng sản thì bị bóp méo đến như thế, không thể khác được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Công nghiệp hoa hậu, sản xuất đại trà, hoa hậu như rươi, chất lượng báo động.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cuộc đấu tranh sinh tồn của Thủ tướng khi lọt vào nanh vuốt ông Tổng. Thời gian ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh là thời gian mà Nguyễn Phú Trọng đã dồn hết công lực để mà tấn công vào thành trì của ông Nguyễn Tấn Dũng. Đấy là thời kỳ mà ông Trọng còn đang yếu ớt trên cương vị mới, cương vị tổng bí thư trong nhiệm kỳ đầu. Thời kỳ đấy, dù biết ông Chính là hàng cài của Nguyễn Tấn Dũng, nhưng Chính còn xanh cho nên ông Trọng không chú tâm đến ông quan đầu tỉnh này. Ông Nguyễn Phú Trọng bước lên chiếc ghế tổng bí thư trong tâm thế của người chiếu dưới so với Nguyễn Tấn Dũng. Nguyên nhân là trong suốt hai nhiệm kỳ ngồi ghế tổng bí thư, ông Nông Đức Mạnh là người tiền nhiệm của ông Nguyễn Phú Trọng đã để cho ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó lấn lướt. Vì thế, khi ông Trọng tiếp nhận chiếc ghế này thì ông phải mất khoảng thời gian là 4 năm mới lấy lại được thế cân bằng trước Nguyễn Tấn Dũng. Ông Tô Hi Dứa, người được cho là đã giúp ông Phạm Minh Chính ngồi vào chiếc ghế trưởng ban tổ chức trung ương của Đảng. Ở nhiệm kỳ đầu, ông Nguyễn Phú Trọng không để ý Phạm Minh Chính và cũng không xem ông này là đối thủ chính trị, nên chẳng quan tâm. Chính nhờ thế mà Phạm Minh Chính mới có đường tiến lên, vừa là đệ của Nguyễn Tấn Dũng, vừa tận dụng tối đa các mối quan hệ địa phương. Cho nên, đến năm 2015, Phạm Minh Chính được người đồng hương Thanh Hóa, chính là ông Tô Hi Dứa lúc đó, đang là trưởng ban tổ chức trung ương, đưa về ban này giữ chức phó ban. Mục đích là đưa Chính lên thay ông Tô Hi Dứa vào khoảng khóa 12 của Trung ương Đảng. Đại hội 12 diễn ra, Nguyễn Tấn Dũng bị đánh bật khỏi vũ đài chính trị. Tuy nhiên, lúc đó Phạm Minh Chính cũng được Tô Hi Dứa chuyển giao chức trưởng ban tổ chức trung ương thành công. Sau khi ông Nguyễn Phú Trọng loại được Nguyễn Tấn Dũng, thì thế và lực của ông Trọng gần như vô đối. Đây là khoảng thời gian để ông Trọng dọn cỏ, gồm những thành phần tạo phản, tàn dư thời Nguyễn Tấn Dũng để lại. Chính thời gian này, ông Trọng đã loại được Đinh La Thăng ra khỏi vũ đài chính trị. Giai đoạn ông Nguyễn Phú Trọng nằm ở bệnh viện 108, ông không những được bác sĩ chăm sóc mà còn được trưởng ban tổ chức trung ương chăm sóc đặc biệt. Là đàn em của Nguyễn Tấn Dũng và lại lọt vào ban bí thư, nắm chức trưởng ban tổ chức trung ương, thì Phạm Minh Chính xem như đã lọt vào vòng nanh vuốt của ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là thời gian sống trong lòng địch của Phạm Minh Chính. Nếu không khôn khéo thì Phạm Minh Chính có thể cùng chung số phận với Đinh Thế Huynh. Tuy nhiên, Phạm Minh Chính khôn ngoan nên không tham gia vào nhóm tạo phản, tức là nhóm Đinh La Thăng, Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang. Chính nhờ quyết định mang tính sống còn này nên Phạm Minh Chính được Nguyễn Phú Trọng loại ra khỏi danh sách những kẻ tạo phản. Sau khi diệt trừ nhóm tạo phản, ông Trọng vẫn chưa tin Phạm Minh Chính là người dễ bảo. Tuy nhiên, dịp may lại đến vào ngày 14 tháng 4 năm 2019, ông Trọng bị gục tại Kiên Giang, nơi được xem là xảo huyệt của cha con ông Nguyễn Tấn Dũng. Đây là cơ hội để ông Phạm Minh Chính thể hiện là mình trung thành với ông Tổng. Thông tin từ nội bộ cho biết, thời gian ông Nguyễn Phú Trọng nằm ở bệnh viện quân y 108, chiều nào đồng chí trưởng ban tổ chức trung ương cũng vào xoa bóp cho ông Tổng. Mặc dù biết Nguyễn Phú Trọng là con cọp dữ đang quan sát nhất cử nhất động của mình, chỉ cần sơ hở là cọp ăn thịt. Nhưng Phạm Minh Chính vẫn bình tĩnh với vở diễn kịch tận tụy này. Sau khi thoát khỏi hang hùm, Phạm Minh Chính lên làm thủ tướng. Bằng sự thể hiện như vậy, Phạm Minh Chính gần như được Nguyễn Phú Trọng lơ đi, là dù lúc đó thế lực của Phạm Minh Chính đã mạnh lên từng ngày. Vừa che bắt được ông Tổng, vừa vận động hậu trường để chuẩn bị cho cú thoát hang hùm. Đến đại hội 13 đầu năm 2021, Phạm Minh Chính bất ngờ trỗi dậy, đánh bật Vương Đình Huệ ra khỏi đường đua đến chức thủ tướng. Sau khi Phạm Minh Chính ngồi được vào chiếc ghế thủ tướng và trở thành một chân trụ cứng thứ nhì trong tứ trụ, thì lúc đó ông Nguyễn Phú Trọng mới vỗ lẽ. Người mà ông từng coi thường giờ thành đối thủ đáng gờm của ông. Nói thẳng ra, Phạm Minh Chính không có máu liều nên không dám tham gia nhóm tạo phản, chứ chẳng phải là sáng suốt gì.
Trò chơi chính trị là thế, thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu nhóm tạo phản làm phản thành công thì tứ trụ không tới lượt Phạm Minh Chính hay không bằng. Số hền của ông Phạm Minh Chính vì thế cứ đi lên. Bản tin các bạn vừa theo dõi, mời các bạn bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.